Alo, em đang ở đâu vậy? Em cho anh chờ từ lúc trời có nắng giờ tắt nắng luôn rồi nè. Em đang đây nè. Ủa, hồi nãy anh nói đi chậm mà giờ anh còn nhăn nữa là sao? Anh xin lỗi, em lẹ nha. Rồi, giờ qua liền á. Em anh, em kể nghe này nè. Dạo này mọi người ý thức kém sao á. Từ nãy tới giờ em không có thấy đi cái xe nào mà đi cùng chị với em luôn. Không nghĩ là mọi người tồi vậy luôn á. Em bước vậy có chú công an mà bắt hết luôn. Sao? Ý là nãy giờ không ai đi cùng chịu với em hết hả? Trời ơi, bà nội, bà nói ngược chiều rồi kìa. Em có biết em sai chỗ nào không? Anh lạy em, nếu mà không nhờ anh gắn cái camera Black View của em Sport có thể quản lý xe từ xa thì em biết cái mọi chuyện nó sẽ... Thôi đi, từ nay về sau á, đừng lái xe nữa, em lái anh đi. Anh, cô mẹ anh.